Buổi tối ăn thứ này, sáng dậy gan thận tự thải độc, biết mà ăn sớm cả đời không lo bệnh tật, sống thọ 100 tuổi. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, gan và thận là hai cơ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình thanh lọc và đào thải độc tố ra bên ngoài cơ thể. Chính vì thế mà chúng dễ bị tổn thương do nhiều yếu tố. Việc bổ sung những loại thực phẩm mát gan, bổ thận trong khẩu phần ăn luôn đề cao nhằm giúp các cơ quan này hoạt động tốt hơn. Theo như các chuyên gia cho biết, để có thể duy trì chức năng hoạt động của gan thận, bạn nên bổ sung các thực phẩm mát gan, bổ thận dưới đây vào chế độ ăn hàng ngày. Buổi tối ăn những thứ này, sáng dậy gan thận tự thải độc. Biết mà ăn sớm, cả đời không lo bệnh tật, sống thọ 100 tuổi. Trong hệ bài tiết của cơ thể, thì gan và thận là các cơ quan được cho là đóng vai trò quan trọng nhất. Các chất cặn bã hay chất độc trong cơ thể đều được phân loại và đào thải ra bên ngoài thông qua hoạt động gan và thận. Ngoài ra, gan còn đóng vai trò quan trọng với quá trình chuyển hóa, sản xuất dịch mật để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, duy trì hệ miễn dịch cho cơ thể. Còn thận lại giữ chức năng điều tiết độ cân bằng nước cùng các chất điện giải trong cơ thể. Chính vì thế mà việc bảo vệ chức năng hoạt động của gan thận luôn là yếu tố được quan tâm đặc biệt. Các chuyên gia khuyến cáo rằng chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp gan thận hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, còn hỗ trợ quá trình chữa lành các cơ quan này bị tổn thương. Để có thể duy trì chức năng của hoạt động gan thận, bạn nên bổ sung các thực phẩm mát gan, bổ thận dưới đây vào chế độ ăn uống hàng ngày. 1. Rau bina, tốt cho gan thận. Rau bina còn có tên gọi quen thuộc khác là cải bó xôi hay rau chân vịt. Đây là loại rau lá xanh có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Trong đó, loại rau này còn được cho là rất hữu ích với tác dụng cải thiện chức năng của gan thận. Hàm lượng glutioni khá dồi dào trong rau bina được nhiều nghiên cứu đánh giá là có thể hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của men giải độc gan rất tốt. Đồng thời, hàm lượng cao trolofi trong loại rau này còn có thể giúp trung hòa các kim loại nặng, hỗ trợ cho quá trình loại bỏ các chất độc trong máu và giúp thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, rau bina cũng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng như các loại vitamin A, C, K cùng nhiều chất chống oxy hóa có thể đẩy lùi các gốc tự do và hỗ trợ thúc đẩy chữa lành các tổn thương tại gan thận. 2. Bắp cải giúp mát gan, bổ thận. Những thành phần dinh dưỡng dồi dào trong bắp cải mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại rau này không chỉ giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường mà còn rất tốt cho sức khỏe gan thận. Hàm lượng cao thành phần isothiocyanate trong bắp cải sẽ giúp hỗ trợ quá trình thải độc và cung cấp men giải độc gan. Ngoài ra, các chất khác như phytochemical còn có tác dụng chống oxy hóa, phá vỡ các gốc tự do, giúp chống lại tế bào ung thư và tốt cho tim mạch. Chưa kể đến loại rau này còn chứa nhiều vitamin K, C, B6, chất xơ và axit folic, nhưng lại rất thấp kali. Nhờ đó mà có lợi cho sức khỏe của thận, giúp thận đào thải độc tố được tốt hơn. 3. Óc chó tốt cho gan thận. Quả óc chó là một trong những loại hạt sấy khô rất giàu dinh dưỡng, có hàm lượng amin agarin. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng khả năng giải độc amoniac của cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng cao axit béo omega 3 và glutinoni còn có tác dụng hỗ trợ quá trình giải độc gan, đồng thời có khả năng chống lại các phản ứng viêm hình thành và phát triển trong cơ thể. Bên cạnh đó, còn chữa lành các tổn thương nếu có gan thận do có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Thực phẩm này đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, trong đó có hoạt động của gan thận. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều cũng sẽ gây ra tác dụng phụ như tăng cân, dị ứng, buồn nôn, tiêu chảy. 4. Tăng cường chức năng gan thận với dầu ô liu. Đây là loại dầu hữu cơ được ép lạnh từ quả ô liu, được cho là một thực phẩm rất hữu ích với sức khỏe. Trong loại dầu này có chứa hàm lượng các axit béo hữu ích cũng như nhiều cholesterol tốt, có thể giúp gan được thực hiện tốt hơn trong quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó,
Trong loại dầu này còn có chứa một hàm lượng tương đối lớn lipid, có thể hút được các hoạt chất tồn tại trong cơ thể. Nhờ đó mà có thể làm giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan thận, gan, việc đào thải độc tố ra bên ngoài. 5. Rong biển. Ngày càng phổ biến với người Việt Nam, rong biển thực sự là một loại thực phẩm hữu ích cho sức khỏe. Chúng có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao và một loạt các chất phytochemical như polyphenol và phacoxanthin. Các chất spirulina và chlorella có trong rong biển đều được chứng minh là có hiệu quả loại bỏ chất độc nặng ra khỏi cơ thể. Rong biển màu nâu cũng đã được chứng minh là có khả năng làm sạch gan và thận hiệu quả nhất. Y học cổ truyền Trung Quốc từng sử dụng rong biển để điều trị mọi thứ từ nhiễm trùng đường tiết niệu đến các khối u. 6. Ớt chuông đỏ, thực phẩm mát gan bổ thận. Ớt chuông đỏ cũng được sắp xếp vào nhóm thực phẩm mát gan bổ thận mà bạn có thể bổ sung vào trong khẩu phần ăn của mình. Hàm lượng cao vitamin A, C cùng chất lycopene có trong ớt chuông đỏ có khả năng chống oxy hóa tại gan thận rất tốt. Vitamin B6 có trong thực phẩm này còn có tác dụng thúc đẩy quá trình sinh sản hồng cầu. Cùng với đó là cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể. Ớt chuông đỏ lại là một thực phẩm chứa ít kali, hoàn toàn hữu ích với sức khỏe của thận. 7. Các loại quả họ cam quýt tốt cho sức khỏe gan thận. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận rằng những độc tố có trong gan thận sẽ được thải trừ tốt hơn nhờ vitamin C. Quả họ cam quýt bao gồm cam, chanh, bưởi chính là nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C có trong nhóm quả này còn giúp chuyển hóa các chất độc hại trong cơ thể thành dạng để dễ hòa tan trong nước để có thể đào thải ra bên ngoài một cách nhanh chóng hơn. Bổ sung trái cây họ cam, quýt còn giúp hỗ trợ làm sạch thận, túi mật, phổi và các cơ quan tiêu hóa. Đó là chưa kể đến hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong các loại trái cây này còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giúp làm đẹp da, chống lại các gốc tự do xâm hại đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó có gan và thận. 8. Nên dùng tỏi để tăng cường chức năng gan thận. Tỏi cũng là một loại thực phẩm mà bạn có thể cân nhắc bổ sung phù hợp vào bữa ăn mỗi ngày để cải thiện chức năng gan thận. Hàm lượng cao hoạt chất allicin có trong tỏi chính là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể bảo vệ cơ quan này khỏi quá trình lão hóa của cơ thể. Đồng thời, tỏi còn giúp kích thích tế bào gan sản sinh ra và kích hoạt các enzyme giúp chuyển hóa các độc tố và chất gây hại được tốt hơn. Thực phẩm này còn giúp chống lại các phản ứng viêm và hỗ trợ làm lành các tổn thương ở gan, thận nếu có. 9. Củ cải đường, tốt cho hoạt động của gan. Các chất như betalain có trong củ cải đường được nhiều nghiên cứu ghi nhận là có khả năng hỗ trợ cho quá trình giải độc của cơ thể. Bổ sung thực phẩm này có thể giúp làm sạch máu và gan. Bên cạnh đó, củ cải đường còn chứa hàm lượng không ít vitamin C, chất xơ và manga không tốt cho sức khỏe gan thận và tuyến tụy mà còn giúp cơ thể chống oxy hóa tốt hơn. Thực phẩm này cũng là một nguồn cung cấp betaine tuyệt vời giúp bảo vệ tế bào, protein và enzyme khỏi các tác hại từ căng thẳng. Betaine cũng có khả năng chống viêm, đồng thời bảo vệ và tăng cường khả năng hoạt động của các cơ quan nội tạng. 10. Quả táo đỏ giúp mát gan bổ thận. Táo đỏ cũng là một loại quả được xếp vào nhóm thực phẩm mát gan bổ thận mà bạn nên khéo léo thêm vào các khẩu phần dinh dưỡng. Với hàm lượng cao pectin, táo đỏ có thể giúp làm sạch các độc tố có trong đường tiêu hóa. Cùng với đó là giúp gan được hoạt động hiệu quả hơn để đào thải chất độc ra bên ngoài cơ thể. Hàm lượng vitamin chất khoáng và các chất chống oxy hóa dồi dào trong táo đỏ còn có chức năng bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu cũng như chống lão hóa. Thành phần tryptophan và cam có trong loại quả này đều đem lại chức năng chống lại các tế bào ung thư. 11. Cà rốt giúp bổ thận mát gan. Cà rốt có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, chất khoáng cũng như chất xơ. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ chỉ ra rằng uống nước ép cà rốt có thể làm giảm đáng kể lượng DHA, chylicidit và MUFA có trong gan.
Nhờ đó mà cà rốt có thể giúp bảo vệ gan, giúp gan luôn được khỏe mạnh, không bị nhiễm độc. Ngoài ra, cà rốt cũng chính là một loại thực phẩm mang lại vô vàn những lợi ích sức khỏe khác, như bảo vệ thận và các cơ quan trong cơ thể khỏi sự tấn công của các tế bào ung thư, làm đẹp da, cải thiện thị lực, giảm cholesterol tốt cho tim mạch. 12. Quả bơ tốt cho sức khỏe gan thận. Bơ là một loại quả cung cấp một nguồn năng lượng rất dồi dào cho cơ thể. Cùng với đó, trong quả bơ còn chứa rất nhiều các axit béo cùng axit amin quan trọng, rất tốt cho quá trình sản xuất hồng cầu. Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, một số dưỡng chất có trong quả bơ còn có chức năng hỗ trợ chữa lành các tổn thương tại gan, thận, đồng thời có thể giúp cho các cơ quan này hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, thành phần folate có trong loại quả này còn giúp làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa sự tích tụ của hormone steatit. 13. Hành tây giúp bổ thận mát gan. Trong các loại thực phẩm giúp hỗ trợ giải độc gan thận, thì hành tây được đánh giá cao nhờ chứa rất nhiều flavonoid tự nhiên. Đặc biệt là hàm lượng cao của quercetin có trong hành tây với tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Đồng thời, các thành phần này còn có hoạt tính chống viêm, giúp bảo vệ gan thận khỏi những tổn thương. Ngoài ra, chúng còn có bảo vệ cơ thể, chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hành tây không chỉ chứa hàm lượng thấp kali, rất thân thiện với thận, mà còn chứa chrome. Đây là một khoáng chất tốt cho thận với tác dụng giúp chuyển hóa các chất béo, đạm và đường. 14. Bông cải xanh, thực phẩm mát gan bổ thận. Trong bông cải xanh có hàm lượng tương đối cao một số thành phần dưỡng chất như indoleate, glucosinolate, thiconate. Chúng đều được đánh giá là có tác dụng rất tốt với quá trình loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà có thể giúp các cơ quan ở hệ bài tiết như gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. Hàm lượng vitamin C và một số khoáng chất cần thiết có trong thực phẩm này còn giúp nâng cao sức đề kháng cũng như khả năng miễn dịch. Chính vì thế mà có thể bảo vệ gan thận cũng như các cơ quan khác trong cơ thể khỏi sự tấn công của các tác nhân gây hại. 15. Tăng cường chức năng gan thận với củ dền. Củ dền có chứa nhiều chất chống oxy hóa, được biết đến là một trong những thực phẩm tốt cho hoạt động của gan và thận. Các nhà nghiên cứu cũng đã xác nhận rằng việc ăn củ dền dài hạn sẽ có thể làm giảm giúp tổn thương DNA, đồng thời hạn chế tổn thương gan và thận do một số chất gây ung thư gây ra. Hàm lượng chất sắt cao có trong củ dền còn giúp tái tạo và kích thích các tế bào máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Thực phẩm này còn có chứa các hàm lượng nitrate cao với khả năng làm ổn định huyết áp, chống đột quỵ và ngăn chặn bệnh đau tim. 16. Củ nghệ. Nếu có một loại cây có thể được coi là ma thuật đối với sức khỏe, thì đó hẳn sẽ là củ nghệ. Được sử dụng trong y học cổ truyền, Ayurvedic và Trung Quốc, nghệ có thể điều trị rất nhiều loại bệnh, trong đó có cả rối loạn tiêu hóa và thải độc gan. Nghệ có tác dụng đến gan bằng cách tăng sản xuất mật trong túi mật. Gan sau đó sẽ sử dụng mật này để loại bỏ độc tố và tiêu hóa chất béo. Curcumin trong nghệ cũng đã được chứng minh có khả năng chống viêm mạnh mẽ, điều trị được nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh viêm mũi, ung thư, bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch, tiểu đường, ngộ độc kim loại nặng và các bệnh về gan khác. Bạn có thể bổ sung nghệ bằng một nửa muỗng cà phê tinh bột nghệ mỗi ngày vào ly sinh tố mỗi buổi sáng là đủ. 17. Quả dứa. Dứa không chỉ có nhiều vitamin C hơn cam, mà còn chứa polymalein, enzyme tiêu hóa, giúp làm sạch ruột già và hỗ trợ tiêu hóa. Chất polylain thực sự tốt cho sức khỏe của gan. Đây là một loại enzyme giúp phân hủy các chất độc trong cơ thể con người và hỗ trợ cho việc loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể. Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm polymalein để điều trị các chứng căng cơ, giảm đau khớp và quản lý rối loạn tiêu hóa. 18. Nước lọc, nước khoáng. Nước vẫn là một lựa chọn không thể thiếu khi nói đến những cách để thải độc cơ thể hiệu quả. Lượng nước đưa vào cũng nên phù hợp với trọng lượng cơ thể. Ví dụ, nếu bạn nặng khoảng 60kg thì nên uống 2 lít nước mỗi ngày.
Để việc uống nước đầy đủ dễ dàng hơn, bạn có thể bỏ vào đó một vài loại quả mọng và lá bạc hà nghiền nát, vài lát dưa hấu hay dưa chuột với giả để tăng hương vị, kích thích vị giác. 19. Nước chanh. Hãy thử bắt đầu vào một ngày bằng một ly nước chanh với vài lát chanh vắt, một chút nước lọc và vài viên đá. Uống nước chanh cung cấp cho bạn thêm vitamin C, kali, magie và đồng, đồng thời giúp bạn tăng khả năng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng khác như sắt, canxi. Nước chanh cũng kích thích gan thải độc, giảm lượng nước dư thừa trong cơ thể, cho cơ thể cảm giác nhẹ nhàng hơn. 20. Các loại thực phẩm có vị đắng. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, mùa xuân là thời điểm gan hoạt động mạnh mẽ nhất. Để gan thải độc tốt thì bạn nên cân bằng các loại hương vị trong chế độ ăn, bao gồm mặn, ngọt, chua và đắng. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết chúng ta đã có đủ vị ngọt và mặn trong chế độ ăn rồi. Vị thiếu nhất là đắng. Các loại thực phẩm giúp giải độc có vị đắng tiêu biểu mà bạn nên chú ý là cải xoăn, cải song, rau diếp, mù tạt và mướp đắng. Quý vị và các bạn thân mến, để cải thiện chức năng hoạt động của gan thận, ngoài việc bổ sung các thực phẩm mát gan, bổ thận thì bạn cần tránh các thực phẩm gây hại, điển hình như là rượu, bia, thuốc lá, các loại thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ hay những chất bảo quản. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Nếu quý vị có băn khoăn thắc mắc và mong muốn được tư vấn về sức khỏe của mình, hãy comment xuống bên dưới video để được các chuyên gia về sức khỏe tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.